Xin chào cả nhà nhé. Em lại lên sóng máy rửa bát. Cứ dọn xong con nào thì lên sóng phục vụ các bác ngay. Một con máy rửa bát rất là đẹp, Panasonic TR5. Bây giờ là năm 2023 rồi các bác nhé. Mỗi nhà nên sắm một cái chiếc máy rửa bát cho gia đình nhà mình, vừa an toàn, rửa sạch sẽ, tiết kiệm điện nước, không cần phải hóa chất tẩy rửa độc hại. Đấy, rửa bằng các cái nước rửa mình tráng không kỹ nhiều khi là rất độc hại các bạn. Ngày xưa như khoảng 20 năm trước thì người Việt Nam mình nghĩ cái máy giặt nó cũng rất là kinh, nhưng mà đến bây giờ thì cái máy giặt thì nhà nào cũng có rồi, kể cả các cái bạn sinh viên ở trọ cũng có. Thì cái nước Nhật họ cũng vậy ạ, nhà nào cũng có máy rửa bát, một người hay hai người cũng đều dùng máy rửa bát hết, hay là nhiều người họ đều dùng vì họ coi nó như là một cái máy giặt, nó là một cái đồ rất là thiết yếu rồi. Người Việt mình bắt đầu khá là phát triển. Một vài năm rồi ở đây em bán máy rửa bát khá là nhiều, nhưng mà cung cấp cho các bác rất là nhiều các cái máy rửa bát Nhật. Các bác nào mà đang có ý định mình nghiên cứu thì mình cứ tìm hiểu thêm và sắm lấy một chiếc ạ. Nó coi như là một cái công cụ phục vụ gia đình thôi, hỗ trợ. Chứ bây giờ cũng không còn có ai có nghĩ cái tư tưởng là dùng máy rửa bát gì nó ghê gớm lắm ạ. Nó cũng như là một cái vật dụng, cái máy giặt thôi các bác nhé. Còn về cái độ bền của máy rửa bát này thì nói thẳng với các bác luôn là những cái máy Nhật này, máy châu Âu em không nói nhé, riêng máy Nhật này độ bền thì hơn cả máy mới luôn, hơn cả máy mới châu Âu luôn. Vì cái linh kiện của nó rất là tốt, nó làm tốt cả bằng những các cái linh kiện thật sự là tốt, đổ keo chống ẩm hết mà rất dễ sửa chữa, nó chả có gì ngoài cái bơm trong bên trong thôi các bạn ạ. Đấy, tất cả các cái máy Nhật này rất là lành nhé, linh kiện thì đầy. Vì về Việt Nam mình thì đồ vỡ, đồ thiếu đồ rất là nhiều, nhưng mà em không thiếu gì đồ cả. Thôi, bây giờ vào cái chủ đề con máy này. Con này cực đẹp luôn này các bạn này, cực đẹp luôn nhá. Wow, đẹp. Đấy, mã số 25. Tổng thể các bác nhìn hai bên đầu hồi này nó rất là phẳng này. Đây em dám nói là một con máy rất đáng để các bác mua nhá. Đây, thật sự là một con máy khá đẹp. Đấy, hai đầu hồi sơn nhé, còn không bị bong chóc. Đời 2012, tên là năm thì nó có 2011 hoặc là 2012. Cái đời thì nó thực ra đối với em nó không quan trọng lắm đâu. 11 thì nhiều, 12 thì rất là ít. Series máy là 2212 các bác nhé, tên là 5 này. Con máy này em đánh giá là rất đẹp đấy. Giá thành thì bên em cam kết với các bác là rẻ nhất toàn mạng xã hội luôn. Các bác cứ tham khảo giá thoải mái luôn. Bên em bán làm sao mà cái giá tốt nhất cho các bác, chế độ bảo hành lâu dài. Vì bên em bán chuyên nghiệp mà, chuyên về máy rửa bát nên là rất nhiều linh kiện đồ đạc. Đây, con này răng chỉ mọi thứ trông nó nhỏ vậy có anh mà xếp được nhiều bát đũa lắm đấy. Mỗi cái hàng này là một cái này, một cái ngạnh một cái này, hai hàng này, một hàng này 6 cái, hai hàng này 12 cái này, chỗ này xếp 6 cái cốc này. Các bác không xếp cốc các bác có thể xếp 4 cái bát nữa. Đây, ở đây là các bác có thể xếp 6 đến 8 cái đĩa này, chỗ này là mình xếp đũa thìa bát ô tô này. Ở đây con này nó còn có một cái tờ catalog ở trong máy để bỏ ra. Đây, con này không. Đây, các bạn nhìn nó xếp đây này. Đây, cái hàng này nó xếp ở đây nhá. Đây nó xếp này. Mỗi cái hàng này các bạn nhìn đây này, 6 cái bát con và thêm được 2 cái đĩa nhỏ nữa này, 4 cái đĩa nhỏ nữa. 6 cái cốc này. Đấy. Hàng này thì các bác nhìn xếp họ ăn nhiều đĩa mà, 6 đến 8 cái đĩa nữa. Đây họ cũng có mô tả cả xếp chảo này, xếp những cái xong nhỏ này, chảo nhỏ mỏng vừa. Ở dưới này đây, khi mà các bác ăn xong mình rửa bát đũa xong rồi mình có thể rửa xong này. Đấy, cái xong bát đũa nhỏ họ mô tả hết trên cái catalog này đây này các bác nhé. Đấy, đây. Đấy. Một cái chiếc máy rất đẹp các bác nhé, nội thất ngoại thất rất là đẹp luôn này. Đây, sạch đẹp, test ok ngon lành. Tất cả các máy bên em đều bảo hành 1 năm hết nhé. Con em bán 3.9 triệu thôi, bảo hành 1 năm, giá chưa phí vận chuyển, chưa có biến áp. Máy Nhật nó sử dụng điện 100V nên các bác lưu ý là mình phải mua thêm cái biến áp đổi điện từ 220 của mình sang 100V nhé các bác nhé. Chào các bác.